You're a falling star. You're the getaway car. You're the light in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day. And you're the perfect thing to say. I can see it coming, but it's kind of cute. When you smile at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true. Cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, you, it's you. You make me sing your every line, your every word, your everything. You're a carousel, you're a wishing well, and you light me up when you ring my bell. You're a mystery, you're from outer space, you're every minute of my everyday. And I can't believe that I'm your man, and I get to kiss your baby just because I can. Whatever comes our way, I will see it through. And you know that's what all love can do. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you, you make me sing your every line, your every word, your everything. Everything, you're every song, and I sing along, cause you're my everything. Oh, yeah.
đêm qua ngồi tựa mạn thuyền, răng in mặt nước càng nhìn non nước càng xinh, ngắm trong sơn thủy hữu tình, thơ ngâm ngoài mái diều bình giải trí trong hoang. Đôi tay tôi dạo không đàn, tiếng tơ tiếng trúc tiếng tầm tan nỉ thiết tha. Chào mừng anh thật nồng nhiệt để cho chương trình buổi lễ thành hôn của cô dâu chú rể Tuấn Anh, Thùy Nhung chính thức được bắt đầu. Vâng, và lần đầu tiên cho phép MC Điệp Nguyễn được thay mặt cho ban tổ chức, thay mặt cho những người làm chương trình và đặc biệt là hai bên gia đình cô dâu chú rể, xin được trân trọng kính gửi tới toàn thể quý vị khách quý lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng thân thương nồng nhiệt nhất. Và ngay giờ phút này xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị có thể vui lòng đứng lên và dành những tràng vỗ tay thật nồng nhiệt để chào đón hai nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, họ đang dìu nhau đi lên trong niềm hân hoan tuyệt vời của những người đang nếm trải ngọt ngọt của tình yêu thật vững vàng, bởi họ luôn thấu hiểu được rằng tình yêu luôn luôn là một điều tuyệt vời, đã gắn kết hai trái tim trở nên một. Quý vị hãy dành cho đôi bạn trẻ thành công của chúng ta những tràng vỗ tay thật lớn đúng không ạ? Vâng, xin được trân trọng kính mời. Một tràng vỗ tay dành cho chú rể cô dâu Tuấn Anh, Thùy Nhung của chúng ta. Vâng, rất tuyệt vời, một không khí quá lãng mạn phải không ạ? Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị khách quý rất nhiều. Xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị có thể an tọa tại ghế ngồi. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, và kính thưa toàn thể quý vị, và ngay giờ phút này đây,
thì đôi bạn trẻ thành hôn của chúng ta đã có mặt trên sân khấu. Và đương nhiên rồi, những người không thể thiếu, rất quan trọng đối với cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Và ban tổ chức xin phép được trân trọng kính mời các vị đại diện của hai bên gia đình. Đặc biệt xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể là ông Phạm Tiến Hào và bà Nguyễn Thị Tuyến sẽ bước trở về sân khấu và đứng bên cạnh chú rể. Xin quý vị một tràng pháo tay. Vâng, xin quý vị một tràng pháo tay để chúng ta cùng tiếp tục chào đón bố mẹ của cô dâu là ông Đỗ Văn Hồng và bà Lê Thị Nhị cũng sẽ tiến trở về sân khấu và đứng bên cạnh cô dâu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng hai vị đại diện của hai bên gia đình. Và đầu tiên, đại diện cho gia đình họ nhà trai là ông Đặng Đình Thịnh cũng sẽ tiến trở về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông. Và phía gia đình họ nhà gái xin được trân trọng kính mời ông Nguyễn Dương Long cũng sẽ bước trở về sân khấu. Xin được trân trọng kính mời ông. Vâng, xin quý vị hãy dành cho hai gia đình chúng tôi cùng với cô dâu chú rể một tràng pháo tay thật lớn đúng không ạ? Vâng, xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, và ngay giờ phút này đây thì tất cả những nhân vật quan trọng đã đều có mặt trên sân khấu cùng với đôi bạn trẻ thành hôn của chúng ta. Và để đáp lại tấm chân tình của toàn thể quý vị khách quý đang có mặt trong buổi lễ trọng đại hôm nay, xin mời cô dâu chú rể cùng với hai gia đình sẽ tiến lên một bước để chào đón toàn thể quý vị khách quý trong ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị khách quý rất thân mến, yêu nhau chẳng quản xa gần, cầu không tay vịn cũng lần mà sang. Yêu nhau chẳng quản lầm than, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Vâng, và đương nhiên cô dâu chú rể của chúng ta và cùng với hai gia đình ngay giờ phút này rất là hạnh phúc, rất là hạnh phúc bởi vì đã có sự hiện diện rất đông đủ của toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong buổi lễ thành hôn của chú rể Tuấn Anh, cô dâu Thùy Nhung ngày hôm nay. Và đầu tiên, ban tổ chức xin phép được trân trọng kính mời một vị đại diện của gia đình họ nhà gái sẽ có đôi lời phát biểu tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời bác. Một lần nữa tôi không biết nói gì hơn. Xin kính chúc quý vị đại biểu đã bớt chút thời gian đến đây cùng chung vui với gia đình chúng tôi trong buổi lễ trọng đại này. Vâng, một lần nữa tôi xin cảm ơn toàn thể các quý vị khách quý. Chúc toàn thể đại gia đình một buổi tối vui vẻ và hạnh phúc. Vâng ạ, cảm ơn. Vâng ạ, tôi xin cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn bác Đỗ Văn Hồng đã có đôi lời phát biểu rất là ngắn gọn và xúc tích để gửi tới toàn thể quý vị khách quý trong ngày hôm nay. Đó cũng chính là bố của cô dâu. Và ngày hôm nay thì sự hiện diện rất đông đủ của toàn thể quý vị là niềm xúc động rất lớn đối với hai gia đình chúng tôi. Và tiếp đến, ban tổ chức xin phép được trân trọng kính mời vị đại diện gia đình họ nhà trai cũng sẽ có đôi lời phát biểu tới toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời bác Đặng Đình Thịnh sẽ có đôi lời. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các ông bà, kính thưa toàn thể chị em và các cháu đang có mặt trong buổi lễ thành hôn của hai cháu Thùy Nhung và Tuấn Anh hôm nay. Sau một thời gian dài quen biết, tìm hiểu và yêu nhau, và đặc biệt là sự quan tâm và vun vén của hai bên gia đình, nhân ngày lành tháng tốt đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu. Lời đầu tiên, thay mặt cho họ nhà trai, tôi xin chân thành cảm ơn các vị khách quý, tất cả những bà con, anh em, bạn bè, thân hữu gần xa đã không quản đường xá xa xôi, bớt chút thời giờ vàng ngọc về chung vui cùng với hai gia đình chúng tôi và đặc biệt là chúc phúc cho hai cháu Thùy Nhung và Tuấn Anh. Nhân dịp này, hai bên chúng tôi xin ghi nhận
những tình cảm và đặc biệt là để mong muốn chúc cho hai cháu luôn là dâu hiền rể thảo của hai bên gia đình. Xin chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc và đặc biệt chúc cho hai cháu luôn đồng hành và nắm tay nhau đi chọn cuộc đời. Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các quý vị. Chúc hai cháu trăm năm hạnh phúc, chúc tình thông gia giữa hai bên gia đình luôn gắn bó, keo sơn, bền chặt và phát triển. Chúc cho lễ thành hôn của hai cháu hôm nay được thành công rực rỡ. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn vì đại diện cho gia đình Hội Nhà Trai đã có đôi lời phát biểu cũng như là nhắn nhủ tới đôi bạn trẻ thành hôn ngày hôm nay. Vâng, một lần nữa xin quý vị có thể nộp một tràng vỗ tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu chú rể của chúng ta, đúng không? Vâng, ngay giờ phút này thì không biết rằng cặp nhẫn đính ước của tình yêu của đôi bạn trẻ thành hôn đang ở đâu ạ? Xin mời thiên thần bé nhỏ hãy tiến trở về sân khấu với cặp nhẫn đính ước của tình yêu trong tràng vỗ tay của tân thành phi, đúng không ạ? Họ sẽ trao cho nhau cặp nhẫn đính ước của tình yêu để làm bằng chứng tình yêu và lòng chung thủy. Vâng, xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể. Xin mời cô dâu chú rể có thể tiến lên một bước. Xin mời cô dâu chú rể tiến lên một bước và trao cho nhau. Vâng, xin mời chú rể. Chú rể sẽ trao nhẫn cho cô dâu. Rất tuyệt vời, xin mời cô dâu sẽ trao nhẫn cho chú rể. Vâng, kính thưa tất cả quý vị, khi họ trao cặp nhẫn đính ước của tình yêu là họ đang thầm hứa sẽ luôn yêu thương và tôn trọng nhau mọi ngày cho đến suốt cuộc đời, dù thịnh vượng hay gian nan. Xin cảm ơn hai thiên thần bé nhỏ rất nhiều. Vâng, và giây phút này cô dâu chú rể đã nắm chặt tay nhau. Vâng, đôi bạn trẻ có thể giơ cao tay chiếc nhẫn của mình lên để cho toàn thể quý vị khách quý có thể trông thấy, đúng không ạ? Một tràng vỗ tay thật lớn cho đôi bạn trẻ của chúng ta. Và kể từ giây phút này họ sẽ chính thức lên vợ thành chồng. Vâng, rất tuyệt vời và xin được cảm ơn toàn thể quý vị đã dành những tràng vỗ tay thật tuyệt vời cho đôi bạn trẻ thành hôn hôm nay. Vâng, và quý vị thân mến, và ngay giờ phút này thì quý vị chúng ta cùng đến với một phần trao những phần quà, những phần rất là ý nghĩa đối với đôi bạn trẻ thành hôn ngày hôm nay. Đầu tiên, ban tổ chức xin phép được phần quà của gia đình họ nhà trai sẽ trao cho các con của mình. Xin được trân trọng kính mời các phần quà có thể trở về sân khấu. Vâng, xin được trân trọng kính mời bố mẹ của chú rể sẽ trao cho hai con của mình. Một tràng vỗ tay thật lớn, đúng không ạ? Vâng, ban tổ chức xin phép được trân trọng kính mời hai bác Thắng Hoa là bác ruột của chú rể cũng sẽ tiến trở về sân khấu để trao cho cô dâu chú rể. Xin được trân trọng kính mời hai bác. Vâng, và hai bác cũng sẽ đại diện cho bà nội, bà cô nhuần và các bác là bác Đạt, bác Vinh, bác Hiền vì điều kiện ở Việt Nam không thể qua đây để dự lễ trọng đại hôm nay. Bác cũng sẽ thay cho bà nội và mọi người ở Việt Nam trao quà cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, tiếp đến ban tổ chức xin phép được trân trọng kính mời gia đình họ nhà gái
xin mời bố mẹ của cô dâu chú rể. Bố mẹ của cô dâu chú rể sẽ trao quà cho hai con của mình. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, bố mẹ của cô dâu cũng sẽ đại diện cho chị gái của cô dâu trao quà cho hai em. Vâng, xin được trân trọng kính mời Vương Luyện sẽ đại diện cho bà ngoại và các bác ở Việt Nam. Xin được trân trọng kính mời bác sẽ đại diện cho bà ngoại của chú rể cũng sẽ trao quà cho hai cháu. Vâng, bác Luyện sẽ đại diện cho bà ngoại và các bác bên ngoại ở Việt Nam. Vâng, và tiếp đến ban tổ chức xin phép được trân trọng kính mời một vị đại diện của Hội đồng Hương Bắc Ninh cũng sẽ tiến trở về sân khấu, có món quà dành cho hai cháu, xin được trân trọng kính mời. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời hai bác Long Lanh là hai bác của cô dâu cũng sẽ tiến trở về sân khấu trao quà cho hai cháu. Xin được trân trọng kính mời. Vâng, xin được trân trọng cảm ơn những phần quà rất tuyệt vời đã dành cho cô dâu chú rể của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, và để tỏ lòng hiếu kính lên cha mẹ hai bên, các đấng sinh thành cũng như toàn thể quý vị đại diện cho hai bên gia đình, thì xin mời cô dâu chú rể sẽ rót rượu để mời bố mẹ hai bên. Chúng ta xin được trân trọng kính mời cô dâu chú rể. Rượu nồng chúc phúc mẹ cha, vì con cha mẹ cháu già, ơn sâu nghĩa nặng như là biển đông. Vâng, xin mời cô dâu chú rể có thể nâng ly để tỏ lòng hiếu kính cha mẹ hai bên gia đình. Xin mời cô dâu dâng lên cha mẹ của chú rể. Chú rể sẽ nâng ly lên cha mẹ cô dâu. Vâng, trong lúc này, ban tổ chức cũng xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng rót đầy ly của mình và hãy cùng với hai gia đình chúng tôi để chúc phúc cho hai con, chúc phúc cho đôi bạn trẻ thành hôn hôm nay được trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Vâng, quý vị đã sẵn sàng cùng với hai gia đình chúng tôi chưa? Vâng, xin được trân trọng kính mời toàn thể quý vị, chúng ta hãy cùng hướng mắt về phía sân khấu và chúng ta hãy cùng nâng ly với hai gia đình chúng tôi ạ. Vâng, quý vị đã sẵn sàng chưa? Cùng chúc phúc cho đôi bạn trẻ Tuấn Anh, Thùy Nhung ngày hôm nay. 1, 2, 3. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai gia đình sẽ cùng bước tới và cùng ly với nhau. Vâng, xin mời hai gia đình cùng bước tới cùng ly. Vâng, một lần nữa xin được đỡ lời cho hai bên gia đình. Xin được trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị và kính chúc toàn thể quý vị chúng ta sẽ có một bữa tiệc thật vui tươi và ngon miệng. Xin được trân trọng cảm ơn. Vâng, xin được cảm ơn hai gia đình. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai gia đình chúng ta cùng trở về bàn tiệc.
hiệu để chúng ta cùng tiếp đón. Toàn thể quý vị khách quý xin được trân trọng kính mời hai gia đình. Vâng, xin được trân trọng kính mời hai gia đình sẽ trở xuống bàn tiệc. Xin mời cô dâu chú rể sẽ nán lại sân khấu một chút nữa. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, và những giây phút đầu tiên của buổi lễ thành hôn ngày hôm nay rất tuyệt vời, những giây phút rất lãng mạn bởi vì sự hiện diện rất đông đủ của toàn thể quý vị khách quý, mà hai họ ngày hôm nay cũng rất vui mừng và phấn khởi vì sự hiện diện đó mà ngày hôm nay. Và đôi bạn trẻ thành hôn của chúng ta rất rạng ngời đúng không ạ? Trai tài gái sắc đang có mặt trên sân khấu. Và giờ phút này thì chỉ còn hai nhân vật chính mà thôi. Mời MC ra nhỉ. Và không biết rằng là hai bạn đến giờ phút này thì cảm thấy thế nào? Bây giờ chắc phải phỏng vấn một chút đúng không ạ? Hai bạn đã yêu nhau lâu chưa? Dạ, được một thời gian rồi. Được thời gian là bao nhiêu năm? Gần 4 năm rồi. Gần 4 năm, xin một tràng vỗ tay được không ạ? Vâng, kính thưa tất cả quý vị, gần 4 năm. 4 năm là một thời gian gì đó không có dài mà cũng chẳng hề ngắn một chút nào để cho đôi bạn trẻ thành hôn của chúng ta có thể hòa chung nhịp đập trái tim để cùng quyết định đến với nhau mà ngày hôm nay đôi bạn trẻ đứng đây để hiện diện với toàn thể quý vị khách quý và nói rằng chúng tôi sẽ trở về bên nhau và thành một mái ấm gia đình. Và quý vị thân mến, và giây phút này thì có lẽ là chúng ta còn thiếu một điều gì đó trong ngày cưới đúng không ạ? Điều gì ạ? Điều gì ạ? Vâng, chính xác, đó chính là nụ hôn trong ngày cưới. Không biết rằng là bây giờ mà MC hỏi rằng là hai bạn đã hôn nhau chưa thì cũng là câu hỏi quá thừa đúng không ạ? Quá thừa đúng không ạ? Vâng, và quý vị đã sẵn sàng để chúng ta cùng đến với nụ hôn trong ngày cưới của đôi bạn trẻ Tuấn Anh, Thùy Nhung chưa? Vâng, xin mời hai bạn hãy quay vào nhau. Vâng, chuẩn bị 3, 2, 1. Vâng, có ai chưa nhìn thấy không ạ? Bên dưới có ai chưa nhìn thấy không ạ? Có làm lại không ạ? Đó, mọi người nói rằng là làm lại đi kìa. Rồi, lần này làm lại thật nhá. Bây giờ làm thật này, vừa đấy là nhát thôi. Ok, nào chuẩn bị. Tư thế sẵn sàng. 3, 2, 1, bắt đầu. Một tràng vỗ tay thật lớn thưa quý vị. Vâng, xin được cảm ơn những tràng vỗ tay của toàn thể quý vị rất nhiều đã dành cho đôi bạn trẻ thành hôn của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, xin cảm ơn hai em rất nhiều và chúc hai em rất hạnh phúc về mãi về sau đúng không ạ? Xin cảm ơn hai em rất nhiều. Xin mời hai em sẽ tiến xuống phía dưới bàn tiệc để chúng ta cùng chào đón toàn thể quý vị khách quý của mình. Xin được trân trọng kính mời. Dạ, và lời đầu tiên Sơn Nam xin thay mặt các liên trì từ quê hương quan họ gửi đến toàn thể quý vị khách quý cũng như hai họ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Kính thưa hôn trường, kính thưa hai họ, vâng, quê của chú rể là một quê hương của miền quê quan họ, nơi có những làn điệu dân ca quan họ đã làm say đắm biết bao nhiêu lòng người du khách. Vâng, hôm nay đây những anh nhìn chị chúng em rất là vui, niềm vui càng được nhân đôi khi có mặt quý báu của tất cả quý vị đến hôm nay. Và người quan họ trước khi vào một cách hát, chúng em không thể bỏ qua câu hát mời nước, mời chầu thay cho lời cảm ơn cũng như lời chào mừng tất cả các quý vị khách quý. Về mời nước thì người xưa có câu rằng đôi tay nâng chén em mời, trà thơm thơm nực cả 10 ngón tay. Về mời chầu thì người xưa lại bảo chầu xanh cao trắng chai hồng, vội pha với nghĩa, thuốc nồng với duyên. Và ngay bây giờ xin đại gia đình chúng ta một tràng vỗ tay cho các liền chị rất là xinh đẹp của quê hương quan họ qua câu hát mời nước mời chầu.
tục mến khách của người quan họ quê em. Chầu này chầu tính chầu tình, chầu lan chầu phượng chầu mình chầu ta. Chầu này em đem tối hôm qua giấu thầy giấu mẹ em mang ra mời người. Chầu cau có vỏ có vôi, mỗi người rơi mỗi miếng cho chúng em vui lòng. Và chúng ta sẽ chào đón sự trở lại của nghệ sĩ saxophone. Xin quý vị một tràng vỗ tay thật lớn dành cho anh Minh Sen đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều. Thank you.
trên sông dài tuyên hóa dâng bao cô nàng miệng tươi dính dâng thuyền đẹp trôi vào ánh sáng ánh sáng hồng tươi những đèn hoa với áo màu xanh ngắn hồn ta cùng em trôi vào đêm vui dòng sông dòng sông xanh xanh lên tình người dòng sông xanh xanh lên nước ta thuyền em trôi về bến mới bến yên lành suối mãi trèo vui bến thành bình ta sống thành đời làng quê ta hôm nay vui nhoa tiếng em về trên chiếc thuyền mòa chân mang giày đôi che khăn đôi môi hồng chợ quê xưa thành phố mới rước em về con nước mừng vui rước em về cho bến nghỉ ngơi tuyệt hoa ơi dừng đây thôi ơi ơi hò hoan ơi hò hoan tiếng hát em vang cả dòng sông rồi mãi đây đây trở về ngồi chờ yêu thương về qua bên dòng sông ơi thuyền hoa ơi có em về cây trái nở hoa có em về trăng sáng đời ta Oh, yeah.
trời sẽ cử thành. Hôm ấy dấu tình rằng, hôm ấy dấu tình thôi. Ba đồng, ba đồng, một sợi chỉ đạo, một sợi chỉ đạo, áo vòng không quá ba vào áo tôi. Hôm ấy dấu tình thôi, tuổi lòng y tiếc lắm chàng ơi, dấu rằng dấu tình rằng hôm ấy dấu tình ơi, hôm ấy dấu tình rằng hôm ấy dấu tình ơi. Bạc chàng dưới ánh trăng thanh, xin mời anh miếng trầu xanh thắm nồng, trầu xanh màu trắng chai hồng, đẹp trên phải phận mơ hồng trời xa. Dạ, xin mời anh cả anh hai ăn với chúng em miếng trầu đây ạ. Vâng, một lần nữa quý vị có thể dành một tràng vỗ tay thật lớn dành cho câu lạc bộ dân ca quan họ Bắc Ninh đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, xin mời đôi bạn trẻ thành hôn của chúng ta sẽ trở lại sân khấu. Vâng, xin quý vị một tràng vỗ tay dành cho cô dâu chú rể chúng ta sẽ trở lại sân khấu để tiếp tục những nghi thức rất quan trọng trong ngày cưới hôm nay. Vâng, xin mời đôi bạn trẻ thành hôn Tuấn Anh, Thùy Nhung sẽ trở về bàn tháp ly mà ban tổ chức đã chuẩn bị. Xin mời cô dâu chú rể sẽ tay trong tay cùng rót rượu tháp ly. Rất tuyệt vời, hãy dành những tràng vỗ tay tiếp tục dành cho cô dâu chú rể chúng ta đi nào. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, xin chúc mừng cô dâu chú rể. Xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến tới bàn tiệc bánh. Xin mời. Hãy cổ vũ cho cô dâu chú rể của chúng ta bằng những tràng vỗ tay thay cho lời chúc phúc.
chúc phúc chờ đợi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, nghi thức cắt bánh hạnh phúc để nói lên rằng một lần nữa, ngày hôm nay, ngày 14 tháng 11 năm 2021, đôi bạn trẻ của chúng ta chính thức nắm chặt tay nhau xây dựng cuộc sống mới với biết bao nhiêu điều hy vọng. Chúng ta cùng có mặt tại đây để chúc phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta được trăm năm hạnh phúc. Rất tuyệt vời, hãy tiếp tục vỗ tay đi nào quý vị ơi. Vâng, xin cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Vâng, quý vị thân mến, khuôn mặt rất rạng ngời hạnh phúc của cô dâu chú rể đã nói lên tất cả. Vâng, và ngày giờ phút này xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng nhau xuống phía dưới và cùng với hai bên gia đình chúng ta sẽ cùng tới các bàn tiệc để cùng chúc phúc, chúc sức khỏe, những điều đặc biệt nhất tới toàn thể quý vị khách quý đã đến trong bữa tiệc thành hôn ngày hôm nay. Xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến xuống phía dưới. Sóng gió sẽ về với mấy ngàn, dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những xung động trái tim. Đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi? Anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế nào. Sóng gió sẽ về với mấy ngàn, dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn. Sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của ai, nhìn em âu yếm những rung động trái. Sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi? Anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau, về sau. Dạ, em yêu anh cũng thật nhiều, mà giận thì giận, mà thương thì lại càng thương ạ. Bồn mùa
lúc phong ba biển động sóng gầm gào. Em chờ anh thức tròn suốt cánh thâu, như dòng sông lúc mai rồi lại đây. Anh yêu ơi thương anh nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh, em thương anh vất vả, dần thì dần mà thương cũng thật dần thì dần. Dần thì dần mà thương cũng thật nhiều, dần thì dần mà thương lại càng thương. Em xin trân trọng cảm ơn. Vâng, sẵn sàng chưa? Vâng, xin chúc mừng một bạn trẻ, một bạn em. Xin chúc mừng bạn đã lấy được hoa cưới và trao ngay cho một bạn nữ thì không biết là bạn ấy là ai. Vâng, chúc mừng và một tràng vỗ tay đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn rất nhiều và chúng ta hãy tiếp tục lên được không ạ? Yeah. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi vào tới cuối còn. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi vào tới cuối còn. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Yeah! Lên đi đi nào, đi ơi. Hey. Vui nào. Hey. Ngày tan xanh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi để thật vui. Từng giây phút trôi, ánh mắt sang ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về. Để tình để rồi một sớm mai khi thức dậy ai nói rằng ai yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn đời cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu, hứa với nhau một câu sẽ đi chọn đời cuối con đường. Đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi, thì đôi ta cũng sẽ không xa rời. Tiếp tục lên đi nào quý vị ơi. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai mà trả lời. Nhắc tin theo cùng gió, vẫn còn đây mà đợi cười. Tiếng tôi vang rừng núi, sao không ai mà trả lời. Nhắc tin theo cùng gió, vẫn còn đây mà đợi cười. Nghe con chim hót cu 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 kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng và kiếm trong rừng. Chiếc khăn tiêu mà theo chỉ hồng để gió quân nó bay về đây. Chiếc khăn tiêu theo chỉ hồng để gió quân nó bay về đây.
người một người đây chẳng nên chết ngắt kẻ này. Người này đừng có tình trong rừng mà làm trong rừng mà đã hoa rừng mà đã tiêu đây. Áo ơi có phải trong chiếc xuyên trong chiếc ngắt đây là đôi mới duyên nhau thời tôi chờ. Tiếng tôi vang mà thường nghe.